mươi 95 Vạn cốt chi địa Con yêu thú này có bộ lông màu đỏ rực, đầu trâu thân ngựa, tuy nhiên đáng sợ là gương mặt lại có nét giống người, giữa chán còn có một cái sừng cong vút. Nó không ngừng tiến tới gần sát khu vực sườn núi, hơi thở nóng hổi tanh hôi của nó phun trên mặt diệp tố cũng nhan hảo. Miệng nó cũng chảy ra nước miếng, tựa hồ như đã nghe thấy mùi vị của con mồi diệp tố lặng lặng kẹp mấy lá phù chú vào hai ngón tay tay khẽ nâng lên chỉ cần con yêu thú này có dị động nàng sẽ quang phù chú để tranh thủ chút thời gian cho hai người chạy trốn tuy nhiên vì sao nàng cũng người được hương vị của linh khí nồng hậu một cỗ lực lượng phảng phất chỉ cần vươn tay là có thể nắm bắt được nhan hảo bỗng nhiên kéo kéo tay áo diệp tố khuôn mặt trắng bệt chỉ tay vào sườn núi sau lưng không tiếng động mấp máy môi nó động Diệp Tố chậm rãi quay đầu nhìn ra phía sau, sườn núi vẫn là sườn núi đó, không có điểm gì khác thường, nhưng cổ hương vị vừa rồi hình như là phát ra từ đây. Lúc này từ sườn núi đột nhiên vươn ra một cái đầu, hung hăng ngoạm vào đầu yêu thú vốn chỉ còn cách Diệp Tố một nắm tay. Chạy, Diệp Tố kéo Nhan Hảo nhanh chóng rời xa sườn núi cùng yêu thú. Chạy được một đoạn hai người quay đầu nhìn lại, yêu thú mặt người thân ngựa đó bị một cái đầu thoạt nhìn như một tảng đá đầy rêu xanh thò ra từ sườn núi cắn lấy. Máu từ cổ nó không ngừng chảy ra, bắn tung tóe trên đống xương trắng trên mặt đất. Yêu thú điên cuồng dẫy rũa, bốn vó liều mạng đá vào sườn núi. Sườn núi bị nó đá xoay một vòng nhưng vẫn không hề buông lỏng, vẫn cắn chặt vào cổ nó. Cuối cùng bốn vó dần dần vô lực, không còn nhúc nhích nữa, nhưng yêu thú cũng không chết ngay, thân ngựa vẫn có thể thấy được còn phập phồng. Hai mắt nó chừng to nhìn con rùa khổng lồ cải trang thành sườn núi bắt đầu xé xác nó. Một con yêu thú lục dai cứ như vậy bị một con yêu thú khác ăn mất. Diệp tố cùng nhan hảo không hẹn đều thấy lạnh sống lưng. Cũng may con rùa khổng lồ dường như trướng mắt các nàng, sau khi đánh chén xong thì nó lại quay về chỗ cũ, nằm yên giả dạng thành sườn núi. Nhan hảo quay đầu nhìn không ít sườn núi, nằm rải rác chung quanh, chúng ta chết chắc rồi. Diệp Tố nhắm mắt hít sâu một hơi nói, chúng ta bay lên thử xem. Nàng lấy ra một thanh kiếm, bảo nhan hảo đứng ở đằng sau nàng, sau đó điều khiển kiếm bay lên. Theo nguyên tắc, trong hỗn độn kính nam nữ chủ đã hợp lực giết chết một con yêu thú lục dai, Ninh Thiển Giao nhờ một trận đó mà thành danh, nào ngờ hiện tại trong cấm địa yêu thú lục dai lại nhiều như chó hoang. Diệp Tố hoài nghi sâu sắc con yêu thú lục dai trong nguyên tắc là chạy lạc ra ngoài. Bất quá nếu nó có thể chạy ra được vậy chứng tỏ có cách để từ cấm địa đi ra ngoài. Nơi này dù cho là cao thủ hợp thể kỳ tiến vào cũng chưa chắc có thể sống sót. Nhan hảo cúi đầu nhìn những sườn núi, bên dưới mà lòng còn sợ hãi không thôi. Hai người ngự kiếm bay qua những con rùa khổng lồ, đằng xa rốt cuộc bắt đầu xuất hiện một ít mảng màu xanh. Chúng ta, Diệp Tố đột nhiên lên tiếng, sắp đáp xuống. Gì cơ? Nhan Hảo vừa mới hỏi xong thì hai người liền thẳng tắp rơi xuống, không hề có dấu hiệu báo trước. Ngay khoảng khắc ngã xuống Diệp Tố nhanh tay ịn một lá phù chú lên bản thân và lên lưng Nhan Hảo, nhờ vậy hai người có thể chậm rãi tiếp đất. Có một lực lượng nào đó hạn chế ngự kiếm. Vừa rồi Diệp Tố hoàn toàn không thể khống chế thanh kiếm dưới chân. Hạn chế ngự kiếm. Nhan Hảo ngửa đầu nhìn lên không trung, ta có nghe qua có loại pháp trận như thế, nhưng phải là đại năng có bản lĩnh cao cường mới có thể thiết lập được. Diệp Tố nhìn những mảng màu xanh nơi xa, đột nhiên hỏi, cô có cảm thấy những màu xanh này cách chúng ta mỗi lúc một gần không? Nhan Hảo nghe vậy cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Diệp Tố, có thể là lúc chúng ta rơi xuống đã chạch về phía trước một chút. Nàng không thấy có gì dị thường nhưng vẫn phóng ra thần thức xem xét mặt đất khắp nơi một lượt. Diệp tố nhíu mày nhìn những mảng màu xanh mỗi lúc một gần, cảm giác nguy cơ dâng lên không ngừng. Nàng quay đầu muốn bảo nhan hảo rời khỏi chỗ này thì lại phát hiện sắc mặt của nàng ấy tái nhợt, thân thể phảng phất như bị cố định. Nhan hảo, diệp tố đẩy đẩy nàng, nhưng không hề có phản ứng. Không kịp suy nghĩ gì thêm diệp tố dứt khoác sóc nhan hảo lên vai quay đầu nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Trong cấm địa có quá nhiều thứ các nàng không biết, chỉ cần hơi vô ý là sẽ trúng chiêu ngay tật tốc phù lúc này phát huy công dụng cứu mạng của nó, giúp tốc độ chạy của nàng mỗi lúc một nhanh, kéo dài khoảng cách với những mảng xanh lá. Lúc này Nhan Hảo bỗng nhiên hít một hơi, ngay sau đó lại khụ ra một mồm máu, rốt cuộc hoàn hồn lại. Nàng bất chấp bản thân đang bị Diệp Tố khiên trên vai, gấp rút nói, "Đó không phải mảng xanh lá bình thường, nó là từng đàn kiến xanh, chúng nó thậm chí còn có thể cắn nốt thần thức." Diệp Tố nghe vậy liền ngừng lại bước chân. Nhan Hảo bị pha thắng gấp của Diệp Tố làm cho đầu đập vào lưng của nàng hoa cả mắt, nôn nóng hỏi: "Sao vậy, chúng ta phải chạy nhanh lên mới được." "Xuống đi." Diệp Tố nói. Nhan Hảo tưởng rằng nàng ấy không muốn khiêm mình nữa nên liền lập tức ngoan ngoãn xuống dưới, vừa quay người lại. Phía trước có một đám lục gia yêu thú đang chạy như bay về phía bọn họ, nhiều đến nỗi cơ hồ lấp kín hết con đường trước mặt a à, thật nhiều yêu thú nhan hảo nhìn đống yêu thú lúc nhúc đang không ngừng tới gần chết lặng nói trước mặt là tử lộ sau lưng cũng không khác gì dùng độn địa phù thử xem diệp tố lấy ra hai lá phù một tay dán lên bản thân một tay dán lên người nhan hảo một lát sau nhan hỏa cứng đờ quay đầu hỏi nàng chúng ta đã xuống dưới đất chưa diệp tố ngự kiếm không được độn thổ cũng không xong, dường như chỉ còn một con đường chết. Yêu thú ở trước mặt quá nhiều. Diệp Tố bỗng nhiên nói. Cho nên mới là cấm địa. Thần thức của nhan hảo bị hao tổn, lúc trước lại dùng thuật bảo mệnh nên sắt mặt lúc này của nàng tái nhợt dị thường. Diệp Tố hất đầu ý bảo nhan hảo nhìn về phía đám yêu thú đang xông về hướng này. Bọn chúng quá bình tĩnh, không hề cắn xé lẫn nhau, có vẻ là có chung mục tiêu. Nhan Hảo dốc một đống đan dược chữa thương vào trong miệng, nhồm nhòm hỏi, mục tiêu chung của bọn chúng còn không phải là chúng ta sao? Ta Kim Đan, cô Nguyên Anh. Diệp Tố xoay đầu nhìn nàng, hai người cộng lại sợ còn không đụng vào được một cọng lông của chúng, có thể chúng chướng mắt chúng ta. Vậy nên chúng nó không tính ăn chúng ta? Nhan Hảo nuốt xuống đan dược hỏi. Diệp Tố vươn tay cảm thụ hướng gió, nàng nhìn thoáng qua đám yêu thú phía trước, lại quay đầu nhìn những mảng xanh lá mỗi lúc một đến gần, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Nàng lấy từ trong túi cản khôn mảnh ra lúc trước làm dù trong bí cảnh, cùng với keo vàng và một số tài liệu khác. Vẻ mặt nhan hảo mờ mịt nhìn Diệp Tố ngồi xổm xuống. Nàng ấy trong tình huống này còn luyện pháp khí. Cô đang làm gì đó? Nhan hảo nghĩ thầm, chẳng là muốn trước khi chết luyện cho xong pháp khí còn giang dở luyện khí sư cũng thật thần kỳ. Không giống nàng, chỉ mong trước khi chết có thể nhìn thấy gương mặt của hai sư đệ thiên cơ môn là đã mãn nguyện. Diệp Tố dùng tốc độ nhanh nhất từ lúc sinh ra tới giờ là một cái khinh khí cầu phiên bản tối giản. Nàng đứng dậy châm lửa vào keo vàng sau đó lôi nhan hảo vào trong giỏ. Đây là pháp khí gì? Nhan hảo vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Diệp Tố đóng lại cửa giỏ, không phải pháp khí, không dùng linh lực. Chỉ có vật lý. Theo nhiệt độ mỗi lúc một cao của keo vàng bị nung chảy, phần dù của khí cầu bắt đầu căng lên, chiếc giò cũng chậm rãi rời khỏi mặt đất, dâng lên cao. Yêu thú tới. Nhan Hảo nhắc nhở, dưới tình thế cấp bách nàng đã thi triển thuật pháp ẩn đi toàn bộ khinh khí cầu. Trước khi giỏ khinh khí cầu bị đụng, Diệp Tố phóng ra phù hộ mệnh, nhưng ngay lập tức liền bị lục gia yêu thú dễ dàng xé tan. Sau đó nàng nhanh chóng dựng lên vòng linh lực phòng hộ nhưng không bao lâu cũng bị đánh nát. Yêu thú hút chúng đáy giỏ, làm nó lùng một lỗ to, nhưng nhờ vậy mà cũng đồng thời giúp đẩy khinh khí cầu vút lên cao hơn. Trong nháy mắt đó, Diệp Tố cùng nhan hảo hợp lực đẩy con yêu thú đó rớt lại trên mặt đất. Khinh khí cầu lắc lư bay lên cao, nhan hảo nằm liệt một bên trong giỏ, đờ đẫn nhìn lỗ to ở đáy giỏ, qua một lát vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Quá kích thích. Đầu nàng trống rỗng, thậm chí không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Diệp Tố đứng lên, nàng lục lục túi càn khôn lấy ra một tấm ván gỗ vá lại lỗ to ở đáy giỏ, sau đó nàng dựa vào thành giỏ nhìn xuống phía dưới. Đám yêu thú đó vẫn không ngừng xông về phía trước, những đàn kiến xanh cũng nhanh chóng khuếch trương đến đây, hai bên rất cuộc đã chạm mặt đám lục gia yêu thú chỉ với một chân có thể đá bay các nàng vậy mà giờ phút này gặp phải kiến xanh lại chỉ có một kết cục. Vô số yêu thú ngã xuống trên mặt đất, trong nháy mắt liền bị kiến xanh bao trùm, khi đàn kiến một lần nữa tản ra thì chỉ còn lại bạch cốt. Không hề khác vạn cốt chi địa, nơi mà các nàng bị truyền tống vào lúc đầu. Yêu thú cũng không ngừng công kích kiến xanh, dùng đuôi quét, dùng chân dẫm, phun nước bọt ăn mòn, thủ đoạn nào cũng có. Quả nhiên, mục tiêu của chúng nó không phải là hai người các nàng. Tình huống này là sao vậy? Nhàn hảo rốt cuộc cũng khôi phục lại một chút ý thức, đỡ thành giỏ đứng lên, vừa nhìn xuống liền bị dọa sợ. Diệp tố lắc đầu, nàng nhìn chằm chằm bên dưới một lúc lâu, phát hiện kiến xanh không phải cái gì cũng ăn, tất cả thú đan bọn chúng đều lưu lại. Một con kiến xanh màu đậm nhất sẽ đẩy thú đan, những con khác đều bảo trì một khoảng cách nhìn thú đan lan lốc khắp nơi, đại sư tỉ tâm động. Vừa rồi cô nói những con kiến xanh này sẽ cắn nuốt thần thức. Diệp tố hỏi nhan hảo. Nhan hảo gật đầu, khi đó thần thức của ta tới gần chúng xem xét, dâu của chúng vừa đụng vào thì ta liền mất khống chế. Vậy à? Diệp tố lại lục lục túi cản khôn sau đó nhanh chóng làm ra một cái cần câu, lũi câu được nàng làm thành hình một cái kỳ hốt rác nhỏ nhìn thấy mấy viên thú đan đó không ta sẽ dùng thần thức hấp dẫn sự chú ý của con kiến bên cạnh thú đan cô xúc nó lên diệp tố đưa cần câu cho nhan hảo chúng ta mỗi người một nửa nhan hảo mờ mịt cầm cần câu không rõ diệp tố lấy thần thức ra từ đâu mà đáng sợ nhất là độ to gan lớn mật của nàng ấy khinh khí cầu di chuyển không nhanh diệp tố nhắm chúng một viên thú đan bên dưới nhanh chóng phóng ra một tia thần thức tới gần con kiến xanh gần đó. Con kiến đó do dự một hồi, quả nhiên buông ra thú đan, quay sang cắn thần thức của Diệp Tố. Động thủ, Diệp Tố tự mình cắt đứt tia thần thức đó, nhỏ giọng hô với Nhan Hảo. Nhan Hảo theo bản năng ném dây câu xuống, dù sao nàng cũng là cảnh giới nguyên anh nên có thể dễ dàng khống chế được dây câu rớt xuống đúng mục tiêu, hất nhẹ tay liền có thể xúc được viên thú đan lên. Diệp Tố cầm viên thú đan lên xem xét, sau đó cúi đầu nhìn con kiến ăn xong tia thần thức thì ngơ ngác đảo quanh không thấy thú đan đâu, phương pháp này ổn đó chứ. Nhan Hảo nắm cần câu, ánh mắt nhìn Diệp Tố gần như si ngốc. Cô là kẻ điên sao? Nàng không biết một kim đan kỳ như Diệp Tố ở đâu ra có thần thức, nhưng hơn nữa là sẽ không có một tu sĩ bình thường nào sẽ tự cắt đứt thần thức của chính mình nhẹ nhàng như vậy đây hoàn toàn là hành động chỉ sử dụng khi rơi vào tuyệt lộ bị đối phương công kích thần thức không còn cách nào khác mới phải dùng tới đối tu sĩ mà nói tự cắt đứt thần thức cực kỳ thống khổ tiếp tục diệp tố chỉ đáp vậy cô không cảm thấy không khỏe sao nhan hảo chừng to mắt hỏi nàng một chút thần thức mà thôi diệp tố nhìn chúng một viên thu đan khác ở bên dưới nhắm chuẩn thời cơ phóng thích ra thần thức sau đó lại cắt đứt và nói động thủ. nhan hảo chỉ có thể theo tiết tấu của nàng mà câu thú đan lên. hai người bay bao lâu thì cũng câu trong bao lâu. lục giai thú đan chất đống trong túi cản khôn. cô ăn trước mấy viên đan dược này đi để chữa trị thần thức linh phủ. nhan hảo từ không thể tin nổi lúc ban đầu cho đến bây giờ đã chết lặng. nàng lấy ra toàn bộ đan dược mà mình có đưa cho diệp tố. đa tạ. Diệp Tố nhận lấy. Nhan Hảo nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. Chúng ta lấy nhiều thú đan như vậy nhưng lại không thể rời khỏi đây, căn bản là vô dụng. Không đợi Diệp Tố trả lời, hai mắt nàng đã sáng rực lên. Cô muốn để chúng ta ăn hết số thú đan này, nhanh chóng tiến dai, sau đó chạy ra sao? Nhưng mà nhiều thú đan lục dai như vậy, chúng ta ăn hết một lần thì chỉ có nước nổ banh xác. Hơn nữa cô mới chỉ là kim đan kỳ, không có cách nào hấp thu được đâu. Diệp Tố bảo nàng thu hồi cần câu, nàng xoay người đi qua một bên giỏ, nhìn hồ nước nơi xa cười nói, "Không ăn, chúng ta để dành ra ngoài dùng." Tác giả có lời muốn nói. Đại sư tỷ, khi thủ đoạn tu chân vô dụng, nhanh chí chuyển sang dùng thủ đoạn hiện đại. Nhan hảo, tin tức tiếp thu quá nhiều, đầu óc đã sụp nguồn. Chương 96 đầu chim mình khỉ. Nơi nào kiến xanh đi qua thì nơi đó chỉ còn lại xương trắng, nhưng Từ Khinh khí Cầu Diệp Tố nhìn thấy ở đằng xa có một mặt hồ. Ở một nơi khắp trốn đều là máu cùng xương và tiếng gào giống điên cuồng của yêu thú thì mặt hồ yên ả trông cực kỳ nổi bật. Nhờ đứng ở trên cao nên Diệp Tố mới có thể thấy được rõ ràng cả bờ hồ đã bị kiến xanh bao vây. Nàng thậm chí còn thấy ở cạnh hồ có vài cây cột kiến cao đến khoảng gấp đôi nàng. Chúng cứ thế lẳng lặng đứng chồng lên nhau như đang canh gác. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần ai dám bén mảng đến gần hồ nước thì nhất định sẽ bị chúng nó công kích. Chúng ta đi ra ngoài băng đường nào? Nhan Hảo cơ bản đã từ bỏ tìm cách, đầu óc nàng hiện tại đã đơ như khúc gỗ, không nghĩ nổi gì nữa, nàng quyết định dựa hết vào Diệp Tố. Diệp Tố chỉ mặt hồ đằng xa cho nàng thấy, yêu thú liều mạng chạy về hướng đó, hẳn là có nguyên nhân nhan hảo nhìn qua mấy cột kiến xanh bên bờ hồ hồ này có vẻ rất quan trọng diệp tố chỉ chỉ lên trời lại chỉ chỉ dưới đất trên dưới đều có áp chế ngự kiếm không được độn thổ không xong chỉ có một con đường trên mặt đất này là có thể đi vậy mà còn cố tình có đám kiến xanh không gì là không ăn này nữa hiển nhiên là vì chặn tất cả mọi lối dẫn đến hồ nước đó nhan hảo ngẩng đầu nhìn nhìn khinh khí cầu nhưng chúng ta vẫn đang bay này Diệp Tố nói, đây là không hề dùng đến linh lực. Hơn nữa may nhờ có hướng gió thích hợp. Đương nhiên, điều khiến Diệp Tố tin chắc rằng mặt hồ chính là lối ra là vì trong nguyên tác, khi con lục gia yêu thú xuất hiện bên ngoài cấm địa, trong đoạn văn giải thượt miêu tả nó cường hãn thế nào thì có một câu không ăn nhằm gì lắm, đó là lông toàn thân nó ướt đẫm. Nếu không phải dính nước ở trong hồ thì nàng thật không biết còn có thể có nguyên nhân nào khác cùng lắm thì là chết thôi. Nhan Hảo nắm quạt lông hồng phấn nói, chúng ta cứ thử xem. Diệp Tố nhìn về một góc của bờ hồ, trước đợi thêm một chút, phía đó có yêu thú đã tới được gần hồ. Đám yêu thú phảng phất đã thương lượng với nhau, một nhóm lại một nhóm sông về hướng đó, không ngừng đối phó với kiến xanh. Đám trước ngã xuống thì đám sau lại có thể tiến tới được thêm một khoảng. Phương thức thảm thiết nhưng hữu hiệu vậy mà thật sự có một bầy nhỏ yêu thú đã sắp đến được hồ nước. Nhan Hảo bám vào thành giỏ nhìn xuống dưới, đúng vậy, trước nhìn xem đám yêu thú đó muốn tới bên hồ làm cái gì. Nàng vừa dứt lời thì mấy cột kiến xanh cao gấp đôi người bên bờ hồ trong nháy mắt tan ra, như một cơn đại hồng thủy ập tới những yêu thú đó. Những con yêu thú hung tàn một đường dẫm lên sương máu của những yêu thú khác chạy được tới đây vậy mà cũng chỉ kịp gào lên vài tiếng giận dữ, sau đó liền như những quân cờ domino ầm ầm ngã xuống đất, loáng một cái chỉ còn lại một đống xương. Nhan Hảo yên lặng ngậm miệng lại. Tầm mắt Diệp Tố dừng lại ở đám yêu thú phía sau, hai tay nắm thành giỏ vô thức siết chặt khiến cho gân xanh trên mấu bàn tay nổi lên. Nàng đang tìm con yêu thú lục dai theo mô tả của nguyên tác. Chỉ cần nó có thể xông qua phòng tuyến kiến xanh tiến vào hồ nước thì các nàng sẽ có khả năng đi ra ngoài. Đầu chim mình khỉ, đuôi có lông dài, trên thân có đốm đỏ. Tìm được rồi. Diệp Tố nhìn chằm chằm vào một con yêu thú mình khi đột nhiên nhảy đạp lên trên người mấy con yêu thú khác. Nó đúng là có đầu chim, đuôi có lông dài, trên người cũng có đốm đỏ. Hình thể của yêu thú này tuy lớn nhưng sức bật lại rất mạnh. Mỗi lần đạp lên yêu thú khác để mượn lực nhảy về phía trước thì đều có thể nhảy được rất xa. Nó đạp lên người mấy con yêu thú, nhảy được vài lần khi còn một đoạn cuối cùng, mắt thấy sắp phải đáp xuống vào giữa đàn kiến thì quanh người nó đột nhiên toát ra lửa, ngay cả lòng bàn chân cũng có, khi dẫm xuống đất liền thiêu ra hai dấu chân giữa đàn kiến. Tuy nhiên đám kiến xanh quá nhiều, Diệp Tố nhìn thấy con yêu thú đó rõ ràng khựng lại một chút, dây tiếp theo ngửa đầu thét lớn một tiếng, lửa trên người bùng lên lớn hơn nữa, bộc phát ra một sức bật cực lớn, nhảy qua đám kiến, vào trong hồ nước. Đi! Diệp Tố chụp cánh tay nhan hảo kéo nàng nhảy xuống hồ nước, nhảy được nửa đường nàng còn lấy ra roi, vung lên quấn vào khinh khí cầu, giật mạnh một cái thu nó vào túi cản khôn. Nhan hảo nắm chặt quạt lông, vẻ mặt không cảm xúc đón gió nhảy hồ, hiện tại nàng đối với tất cả động tác của Diệp Tố đã chết lặng. Chết thì chết đi. Thời gian trong hỗn độn kính đã trôi qua hơn 20 ngày, Phần lớn các đệ tử có thực lực không tồi đều đã đến khu vực bên cạnh cấm địa, chuẩn bị ở quanh đây thử thời vận. Trong khoảng thời gian này, đệ tử các đại tông môn đều đang liên thủ săn giết yêu thú ngũ giai ở phụ cận cấm địa. Vẫn còn chưa thấy Diệp Tố sao? Từ Trình Ngọc hỏi Chu Vân đang đi tới. Chu Vân lắc đầu, "Muội đã đi hỏi các tông môn, cũng hỏi qua một ít tán tu, chỉ có một người nói là từng gặp qua Diệp Tố." Ở đâu? Từ Trình Ngọc hỏi. Ở gần đầm lầy, lúc vừa mới tiến vào hỗn độn kính mấy ngày. Chu Vân lặng lẽ nhìn thoáng qua du phục thời đang ngồi ở cách đó không xa. Diệp Tố có khi nào đã xảy ra chuyện rồi không? Không thể nào. Từ Trình Ngọc phủ nhận, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi. Những tông môn khác có ai có thực lực cao mà vẫn chưa tụ về đây không? Tông môn khác? Chu Vân điểm qua trong đầu một lần, chợt nghĩ đến một người nhan hảo hợp hoan tông còn chưa thấy đến. Nhan hảo, từ trình ngọc suy tư một lát nói, các nàng có khả năng đã đi cùng nhau, hỗn độn kính lớn như vậy, hai người hẳn là còn đang ở chỗ khác. Chu Vân thở dài, dịch huyền vẫn còn đang một mình đấu yêu thú. Từ trình ngọc ấn ấn thái dương, thiên cơ môn không có diệp tố một người so với một người còn cố chấp hơn. Rõ ràng thú đan đều đủ rồi mà vẫn liều mạng đi tìm yêu thú dịch huyền hết lần này đến lần khác đưa bản thân vào chỗ chết sau đó kéo một thân đầy máu trở về chỗ rừng chân còn du phục thời tuy rằng những yêu thú đó không khiến hắn bị thương nhưng số lần hắn động thủ nhiều đến nỗi khiến người khác nhìn phát hoảng du công tử ta cảm thấy diệp tố có khả năng đã đi cùng hợp hoan tông nhan hảo đến chỗ khác từ trình ngọc đi đến bên cạnh du phục thời nhan hảo là nguyên anh sơ kỳ phần lớn yêu thú trong hỗn độn kính đều không thể đụng đến được nàng ấy. Diệp tố thủ đoạn cũng đa dạng. Lúc này du phục thời vốn đang ngồi lại đột nhiên đứng phát dậy. Từ trình ngọc bị dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng hắn định ra tay với mình, vội vàng lui về phía sau vài bước, nhưng sau đó lại phát hiện du phục thời chỉ là đứng lên quay đầu nhìn về hướng của cấm địa. Có chuyện gì sao? Từ trình ngọc cũng nhìn theo tầm mắt hắn, phóng ra thần thức dò xét thì cũng cảm nhận được ẩn ẩn có dao động khác thường. Dù phục thời không trả lời mà nhấc bước đi về hướng đó, từ trình ngọc nghĩ nghĩ cũng đi theo sau, hắn bảo Chu Vân lưu lại, ở cùng những đệ tử ngô kiếm phái khác. Lữ cửu thấy vậy cũng đứng lên đi theo. Phụ cận xung quanh cấm địa. Thân truyền đệ tử của các đại tông môn đều như có thể cảm ứng được, sôi nổi nhìn về hướng của cấm địa. Lục sư huynh một đệ tử của Côn Luân Phái thấy Lục Trầm Hàn đứng lên không khỏi do dự hỏi. Lục Trầm Hàn giơ lên một bàn tay, ý bảo hắn im lặng, ngay sau đó chợt ngự kiếm bay đi về hướng cấm địa. Phản ứng giống với hắn còn có vạn Phật Tông Cốc Lương Thiên, Hợp Hoan Tông Mai Cửu Nhân, Ngũ Hành Tông Liên Liên và Trình Hoài An, cùng với thân truyền đệ tử của Thượng Khuyết Tông. Đó là cái gì? Ninh Thiển Giao đang đả tọa nghỉ ngơi, giản hồ ở bên cạnh cũng vậy, vết thương bị khắp huyết kiếm chém đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Các tán tu hợp tác vốn đang tập trung xung quanh hai người bọn họ đột nhiên hô lên. Ninh Thiển Giao vừa mở mắt ra liền thấy một con yêu thú cả người được bao phủ trong lửa, chậm rãi bước ra từ kết giới của cấm địa. Mọi người ở đây đều chưa từng gặp qua yêu thú cấp bậc cao như thế, có người thậm chí sợ tới mức không động đậy nổi giản hồ trong nháy mắt kéo tay ninh thiển giao muốn chạy trốn đây là lục gia yêu thú ninh thiển giao đè tay hắn lại muội có thể cảm nhận được linh hỏa của yêu thú này rất có ích với muội nàng ta là huyền âm chi thể không có khả năng không học luyện khí mà thiên phú của nàng ta cũng không tồi nó là lục gia yêu thú giản hồ không tán đồng huynh yểm trợ cho ta ninh thiển giao kiên định nói nàng ta chỉ vào yêu thú bước ra từ cấm địa, chúng ta liên thủ, chân của con yêu thú đó bị thương rồi. Được. Có được sự đồng ý của giản hồ, Ninh Thiển Giao nâng cao giọng nói với các tán tu khác, chư vị hãy lui về sau trước, chúng ta lưu lại ngăn cản nó. Có người hô, Ninh Đạo Hữu con yêu thú này ít nhất là lục giai, hai người các vị sợ là không đủ sức, để chúng ta cùng giúp một tay có thể thoát được người nào hay người đó. Ninh Thiển Giao mặc một thân bạch y đứng ở chỗ cao nói, hai người chúng ta đã là nguyên anh trung kỳ, vẫn còn có một con đường sống, những người khác ở lại chỉ là chịu chết mà thôi, chi bằng các vị cứ tồn tại đi ra ngoài, tiếp tục thi đấu. Ân tình hôm nay của Ninh Đạo Hữu suốt đời khó quên. Các tán tu chắp tay, cúi người từ biệt Ninh Thiển Giao cùng giản hồ một cái thật sâu ngay sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này, yêu thú lục giai đã hoàn toàn bước ra khỏi cấm địa, chạy thẳng về hướng của bọn họ. Ninh Thiển Giao cùng giản hồ liếc nhau, hai người đồng thời nhảy lên chủ động đón đầu nó. Chỉ cần cầm cự một lát để ta lấy linh hỏa trên người nó là được. Ninh Thiển Giao nói với giản hồ. Hai người bọn họ đều đã là nguyên anh trung kỳ, nếu dùng hết mọi cách vẫn có thể tránh thoát được. Ở một đầu khác, các tán tu rời đi đụng phải lục trầm hàn ngự kiếm bay đến, liền cầu cứu hắn. Ninh thiền giao, lục trầm hàn nghe thấy cái tên này, rốt cuộc ngừng lại, nàng ấy ở phía trước. Tán tu liên tục gật đầu, Ninh đạo hữu vì để chúng ta có thể trốn đi mà đã cùng giản đạo hữu ở lại liên thủ ngăn cản con lục gia yêu thú đó. Lục gia yêu thú, lục trầm hàn thấp giọng lặp lại một lần, kiếm vừa động liền một lần nữa biến mất trước mắt các tán tu, ngay bên ngoài cấm địa, giản hồ vì để ninh Thiển giao có cơ hội lấy được linh hỏa nên hắn một hình hấp dẫn hết tất cả lực chú ý của yêu thú đầu chim mình khỉ. Mãi đến lúc vừa rồi hắn bị cái đuôi của yêu thú quất sang một bên, ninh Thiển giao mới gom được đủ linh hỏa. Yêu thú giận dữ không thôi, quay đầu lại công kích ninh Thiển giao, nàng ta vội vàng vung kiếm lên đỡ nhưng lại bị yêu thú một chảo táng bay khi lục trầm hàn đến nơi đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng này hắn liền phi thân đến ôm lấy ninh thiền giao một tay rút ra cô thương kiếm chém xuống yêu thú kiếm ý quyết liệt mang theo khí thế không thể ngăn cản lục ca ca ninh thiền giao nhìn sườn mặt của lục trầm hàn nhẹ giọng hô một câu hai người lại một lần nữa gặp nhau cố tình còn theo phương thức này khiến cho tim ninh thiền giao đập cực nhanh lúc này những người khác cũng lần lượt đuổi tới Vạn Phật tông cốc Lương Thiên dừng lại, nhìn Lục Trầm Hàn vung kiếm, hắn chưa từng bao giờ giao thủ với đệ tử Côn Luân. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Trong Hỗn Độn Kính thật sự có lục giai yêu thú sao? Liên liên nhìn yêu thú đó cả kinh nói, hẳn là nó đi ra từ cấm địa. Trình Hoài An suy đoán. Không thể nào, cấm địa Hỗn Độn Kính chỉ có vào không có ra. Đệ tử Thượng Khuyết tông nói ngay cả tông chủ côn luân cũng không biết được tình huống bên trong như thế nào hỗn độn kính là vật lưu lại từ thần vẫn kỳ tu sĩ hợp thể kỳ trở lên không thể tiến vào được nên mới lấy làm nơi thí luyện cho đệ tử ban đầu bởi vì có nhiều đệ tử lạc vào cấm địa sinh tử không rõ nên côn luân đã từng phái không ít chấp sự hóa thần kỳ đi vào tuy nhiên tất cả đều không có trở ra mệnh đèn cũng đều tắt từ trình ngọc liên liên quay đầu nhìn thấy ngô kiếm phái cũng đã tới, mấu chốt là ngay phía sau còn có hai đệ tử thiên cơ môn cũng theo sát. Không, là ba người. Tầm mắt liên liên dừng trên người dịch huyền đang chậm rãi đi tới ở phía sau, từ đầu xuống chân hắn không một chỗ nào không phải là thương. Lục giai yêu thú, từ trình ngọc nhìn thấy yêu thú cũng kinh ngạc thốt lên. Có vẻ là thoát ra ngoài từ cấm địa. Liên liên nhìn nhìn sau lưng hắn, Diệp tố thật không có ở đây sao? Dù phục thời cũng không phản ứng bọn họ mà lập tức đi về phía cấm địa. Ngươi làm gì? Dịch huyền tiến lên ngăn hắn lại, động tác có chút mạnh nên kéo miệng vết thương toác ra, tuy nhiên trên mặt hắn không hề xuất hiện cảm xúc dư thừa nào. Muốn chết hả? Dù phục thời tránh khỏi tay hắn, tiếp tục đi về phía trước. Từ trình ngọc cũng có ý muốn giữ hắn lại nhưng lại bị khấp huyết kiếm chỉ thẳng uy hiếp không cách nào tiến lên được bên này ồn ào khiến các tông môn khác cũng đồng loạt nhìn sang đệ tử thượng khuyết tông cùng vạn phật tông hoàn toàn không quen du phục thời trong ánh mắt mang theo vẻ xa lạ du phục thời đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại ở trước mặt mọi người tháo túi cản khôn bên hông xuống ném về một chỗ không một bóng người diệp tố thú đan không giống với suy nghĩ của mọi người là túi cản khôn sẽ rơi trên mặt đất túi càn khôn thật đúng là đập trúng cái gì đó. Ây ra ra, thuật giải được chưa? Một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Chương 97 Huyền Thiên Lôi Trong cấm địa, khoảnh khắc Diệp Tố kéo nhan hảo nhảy vào trong hồ nước, nàng cảm nhận được rõ ràng bản thân bị nước hồ vô biên vây lấy, cơ hồ không thể thở nổi, phảng phất như bị giam giữ trong một không gian khép kín diệp tố theo bản năng muốn phá vỡ tầng giam cầm này nhưng linh lực phóng thích không ra nên nàng chỉ có thể phóng thích thần thức để công kích nàng không công kích thành công ngược lại còn bị một đạo lực lượng trói buộc khi thần thức bị kiềm chế diệp tố không hề nghĩ đến trốn đi hay là từ bỏ nàng khống chế thần thức ngược lại bao lấy đạo lực lượng không biết là gì đó nuốt chừng nó chưa kịp đợi thức hải của nàng phản ứng lại thì ngay sau đó trước mắt hai người chợt lóe lên một luồng sáng trắng hồ nước biến mất chung quanh trắng phao cái gì cũng không có các nàng có vẻ đã đến vùng đệm giữa hai giới đây là nơi nào Nhan hảo mờ mịt nhìn bốn phía sau một loạt hành động của diệp tố đầu óc nàng đã chết máy diệp tố mở mắt ực một cái nuốt cổ lực lượng vừa rồi xuống linh phủ nhét nó vào thức hải ở Nhan Hảo quay đầu nhìn nàng, không thể tin được hỏi, cô vừa mới ở hả? Không có. Diệp Tố không thừa nhận. Vậy chắc là ta nghe nhầm. Trong lòng Nhan Hảo cảm thán không thôi, một đường lăn lộn không có bị miếng thương ngoài da nào nhưng bóng ma tâm lý thật là không ít a. À. Diệp Tố nói sang chuyện khác, còn yêu thú đó đâu? Ở kia kia, Nhan Hảo chỉ vào một vệt sáng màu cam ẩn hiện đằng xa. Diệp Tố cũng nhìn thấy, bám theo nó. Hai người theo đuôi con yêu thú đầu chim mình khỉ, nhan hảo còn cơ chí mà thiết lập một thuật ẩn thân chùm lên hai người, phòng ngừa yêu thú đằng trước phát hiện, bất quả từ đầu đến cuối nó căn bản không hề quay đầu lại. Đầu của nó biến mất rồi. Nhan hỏa trơ mắt nhìn một nửa thân thể của yêu thú bỗng nhiên biến mất. Là lối ra. Diệp Tố dán một tờ tật tốc phù lên người sau đó lôi cánh tay Nhan Hảo nhanh chóng chạy theo. Khi đầu chim mình khỉ xuyên qua kết giới của cấm địa thì tầng linh hỏa đang bọc lấy thân nó chợt yếu đi, màu lông nhìn bằng mắt thường cũng thấy nhạt xuống. Diệp Tố nhận thấy được sự biến hóa này, kéo Nhan Hảo để cả hai dựa gần vào thân thể của yêu thú, cùng đi với nó ra ngoài, tất cả phù bảo hộ cũng được dán đầy người cả hai cũng may con khỉ này thân thể lớn nên khi nó xuyên qua kết giới tạo lỗ hổng đủ to để hai người đi qua theo trước khi kết giới khép lại. Hai người đi sát theo người nó ra ngoài, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Bất qua khi ra được đến bên ngoài thì Diệp Tố phát hiện các tu sĩ ở đối diện không nhìn thấy các nàng. Ngay cả Ninh Thiền Giao cũng hoàn toàn không biết có các nàng ở gần bên. Nàng bảo nhan hảo triệt tiêu thuật ẩn nấp. Kết quả hai người phát hiện một sự thật phũ phàng thuật ẩn nấp xảy ra vấn đề không triệt được. Vì thế ở đằng kia đánh nhau túi bụi, ở đằng này hai người loay hoay làm này làm kia vẫn không có cách nào hóa giải được thuật ẩn nấp. Nhan Hảo toát mồ hôi đầy đầu, nàng cảm giác đầu óc của mình hư thật rồi, hoàn toàn không nhớ rõ thuật ẩn nấp thi triển trước đó rốt cuộc có vấn đề ở đâu. Lúc này, dù phục thời ném túi càn khôn tới, Diệp Tố quay đầu mới phát hiện tiểu sư đệ đang đứng ở gần ngay trước mắt nhưng nàng phát hiện ánh mắt hắn nhìn về phía nàng không xác định, vậy là rõ ràng thuật ẩn nấp vẫn còn chưa hết công hiệu. Diệp Tố chỉ có thể hỏi Nhan Hảo, thuật giải được chưa? Nhanh thôi, nhanh thôi. Nhan Hảo dựng lên hai ngón tay, thấp giọng niệm một câu, sau đó mở một mắt hỏi, được chưa? Hai người thoáng hiện ra trước mắt mọi người một hồi, sau đó lại biến mất. Diệp Tố Ảo thuật của ta hình như bị cái gì đó thêm vào rồi hay sao đấy." Nhan Hảo lại niệm một lần nữa, lúc này thuật ẩn nấp mới rốt cuộc được giải khai, hai người cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt mọi người. "Diệp Tố, sư muội." Từ Trình Ngọc cùng Mai Cửu Nhân đồng thời hô lên. Nhan Hảo nhìn thấy người sống bên ngoài cấm địa thế nhưng lại xúc động muốn rơi nước mắt, bên trong thật là đáng sợ tầm mắt của vạn Phật Tông Cốc Lương Thiên rời từ trên người lục trầm hàn sang Diệp Tố ở bên này. Hắn biết nhan hảo. Trước khi Tông Môn Đại Bỉ diễn ra, hắn đã xem qua tư liệu về các đệ tử dự thi của các đại Tông Môn. Còn thiên cơ môn Diệp Tố bên cạnh nàng ta, gần đây mới nổi lên tới, cảnh giới không ra gì nhưng thủ đoạn lại không ít. Diệp Tố cúi đầu mở ra túi cản khôn trong tay, nhìn thấy đồ vật bên trong thì kinh ngạc không thôi, nàng nhìn du phục thời hỏi, đệ đào thú đan. Ở đây có ít nhất là 200 viên tứ giai thú đan, nàng còn thấy có cả ngũ giai thú đan nữa. Du phục thời không trả lời câu hỏi của nàng mà ngược lại nhíu mày nhìn Diệp Tố, người nói là gặp nhau ở trong kính. Ý lên án nàng nói lời không giữ lời trong lời nói của tiểu sư đệ cao ngùn ngụt, khiến đại sư tỷ không thể nào xem nhẹ. Gặp phải ngoài ý muốn. Diệp Tố giải thích. Du phục thời nhìn phàm nhân này một thân chật vật, cuối cùng trong lòng quyết định miễn cưỡng tha thứ cho nàng. Để, Diệp Tố dỗi tay đưa túi cản khôn trả lại cho du phục thời, lúc này bỗng nhiên một đạo lôi thô to như nắm tay từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ xuống người nàng. Sự việc xảy ra quá mức đột ngột, Diệp Tố không hề chuẩn bị, cả người bị phách biến thành màu đen, tóc tai toàn bộ dựng đứng hết cả lên. Tuy nhiên Du Phục thời đang cầm tay nàng ở bên cạnh lại không bị ảnh hưởng mảy may. Diệp Tố thậm chí có thể từ trong mắt của tiểu sư đệ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu chính mình, trông như một cây củi cháy, nàng mở miệng, "Ta." Học ra một làn khói trắng. Trên không như là bị dẫn lôi, mấy chục đạo lôi bắt đầu bùm bùm nện xuống, mục tiêu chủ yếu chính là Diệp Tố nhưng những tu sĩ đứng gần đó cũng bắt đầu chịu họa lây. Lục trầm hàn ôm ninh thiển giao nhảy qua một bên tránh khỏi một đạo lôi, không quan tâm con yêu thú kia nữa mà ngửa đầu nhìn lên không chung, trong mắt hiện lên khó hiểu. Bọn họ đang ở trong hỗn độn kính, sao lại có thiên lôi? Mọi người ngay lập tức ra ngoài. Trên không đột nhiên truyền đến thanh âm của phong trần đạo nhân. Tất cả mọi người trong hỗn độn kính đều ngửa đầu nhìn lên trên, chỉ thấy bầu trời bị xé ra một lỗ hổng, Bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hút lên. Trong sân thi đấu, khi Nhan Hảo biến mất thì tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt liền chú ý thấy được, bà nhìn khắp các thủy vân kính trên sân nhưng vẫn không thấy tung tích của nàng. Lúc ấy trong lòng các đại tông chủ đều có phỏng đoán. Không nghĩ tới ngay sau đó Diệp Tố không biết làm cái gì, đột nhiên cũng biến mất tăm trong các thủy vân kính. Người bên ngoài hỗn độn kính chỉ có thể nhìn thấy được bọn họ đang làm gì nhưng không thể hoàn toàn biết được các đệ tử trong đó nghe thấy gì nhìn thấy chi các đại tông chủ chỉ nhìn thấy diệp tố đỡ tay vào một thân cây ngay sau đó liền giống hệt nhan hảo biến mất trong tất cả thủy vân kính bọn họ có phải đi cấm địa hay không thật lâu sau tông chủ thượng khuyết tông hỏi nếu vậy ở giữa đường như thế tại sao lại có lối vào cấm địa ngô nguyệt đặt chén trà thật mạnh xuống bàn ai cũng biết cấm địa là nơi chỉ có vào mà không có ra. Ngô Tông Chủ tạm thời đừng nóng nảy, hỗn độn kính chỉ có các đệ tử đi vào. Phong Trần Đạo Nhân thấu hiểu tâm tình của Tông Chủ Hợp Hoan Tông, Trần An nói, không ai có thể gian lận, bọn họ không hẳn đã vào cấm địa. Nhưng trong tất cả Thủy Vân Kính đều không thấy được hai đứa chúng nó. Ngô Nguyệt không nghĩ tới đệ tử của mình sẽ biến mất ở một mảnh đất tầm thường như vậy không bằng trước cứ xem tình trạng của mệnh đèn. Tông chủ ngô kiếm phái Chu Kỳ nói, các đệ tử đi nhầm vào cấm địa những năm trước thì trong vòng ba ngày mệnh đèn đều tắt. Tông chủ vạn Phật Tông cũng lên tiếng, có lẽ là sông lầm vào pháp trận không gian nào đó thôi. Hỗn độn kính là đồ vật được lưu lại từ trước thần vẫn kỳ, bên trong có không ít tàn dư pháp trận. Ngô Nguyệt không vào được hỗn độn kinh, chỉ có thể chú ý mệnh đèn của đệ tử, cũng may tuy rằng nhan hảo biến mất, không thấy được bóng dáng trong thủy vân kinh nhưng mệnh đèn vẫn luôn không có biến hóa gì thậm chí không hề có dấu vết ảm đạm chút nào mãi cho đến khi vòng đấu sắp kết thúc mà mệnh đèn vẫn không có chút dị thường nào lúc này ngô nguyệt mới miễn cưỡng bớt lo ít nhất chưa đi vào cấm địa chờ khi hai người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh kết giới cấm địa thì lúc này ngô nguyệt mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra quả nhiên là vào nhầm pháp trận nào đó Tông chủ vạn Phật Tông Nhạc Kỵ như suy tư gì đó nói. Bên này, lực chú ý của Côn Luân đặt trên người lục trầm hàn, hắn liên thủ cùng một nữ tu sĩ khác, vậy mà hoàn toàn áp chế được lục giai yêu thú. Khoảnh khắc lục trầm hàn sắp chém đầu con lục giai yêu thú nọ thì đột nhiên thiên lôi thẳng tắp bổ xuống hỗn độn kính. Các tông chủ trên sân thi đấu chưa bao giờ gặp qua trường hợp thế này, nhất thời ngơ ngẩn tại chỗ, chờ mắt nhìn từng đạo thiên lôi đánh vào hỗn độn kính. Phong trần đạo nhân là người phản ứng lại đầu tiên, ánh sáng chớp lóe của thiên lôi khiến trong mắt ông co rụt lại. Ông phất tay mạnh mẽ mở ra thông đạo của hỗn độn kính, mọi người ngay lập tức ra ngoài. Toàn bộ đệ tử trong hỗn độn kính bị hút ra tới, tất cả đệ tử dự thi trong nháy mắt xuất hiện trên sân thi đấu. Có vài người vì chưa chuẩn bị sẵn sàng nên thậm chí ngã trỏng vó tất cả các tông chủ đứng dậy, tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ mắt sắc phát hiện trên mặt hỗn độn kính xuất hiện một vết nứt nhưng ngay sau đó hỗn độn kính đã bị phong trần đạo nhân thu hồi. Lại là một đạo thiên lôi bổ xuống, nhắm thẳng Diệp Tố vừa mới ra khỏi kính. Cách xa ta một chút, Diệp Tố phản ứng cực nhanh, vung tay phóng ta linh lực, đẩy du phục thời bên người cùng với dịch huyền vừa chạy tới ra xa khỏi nàng. Bất quá chỉ một thoáng thời gian này thôi nàng lại một lần nữa ăn chọn một đạo lôi. Đại sư tỷ chỉ cảm thấy linh hồn đều đang tê dại mà kháng nghị. Các đệ tử thối lui. Lão nhân tóc nâu dẫn đầu quát to với các đệ tử vừa mới ra khỏi kính còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Chỉ trong chốc lát, giữa sân chỉ còn lại một mình diệp tố. Năm đại tông chủ tập trung ở một bên của sân thi đấu, lặng lặng nhìn diệp tố, nàng đang tiến dai một kim đan kỳ tiến giai sẽ có thiên lôi. Nhị sư phụ, dịch huyền xuyên qua đám người, rốt cuộc tìm được tân thẩm chi. Tân thẩm tử nhìn thoáng qua đồ đệ bảo bối của mình, gãi gãi đầu tóc rối, biết, biết. Ông triệu hồi ra lãnh tuyển kiếm, một thanh kiếm xanh lam bay vào giữa sân, nằm ngang thế diệp tố ngăn cản một đạo thiên lôi vừa đánh xuống tới. Diệp tố, tiếp lấy, nhan hảo nhanh chóng quyết định móc từ trên người của mai cửu nhân bên cạnh ra một đống đan dược cùng với dù già lôi ném cho nàng ngô nguyệt nhìn thấy đống pháp khí và đan dược mình đã vơ vét cho hai đệ tử để dùng khi tiến giai sau này không khỏi quay đầu nhìn nhan hảo nhan hảo xòe ra quạt lông hồng phấn che lại mặt của bản thân làm bộ không thấy ánh mắt của sư phụ diệp tố ở trong sân rốt cuộc cũng nhận ra bản thân sắp tiếp giai bất quá. Diệp Tố ngửa đầu nhìn lên không trung, thiên lôi đang sôi nổi bổ tới từ bốn phương tám hướng, trận thế này có phải có chút quá lớn rồi không, phảng phất như nàng tạo nghiệt gì kinh khủng lắm vậy. Lãnh tuyền kiếm một lần chỉ có thể ngăn cản một đạo lôi, thế nhưng thiên lôi lại bắt đầu một lần đánh xuống đến mấy đảo. Diệp Tố vừa trốn vừa căng ra dù ra lôi. Sau khi có pháp khí nàng mới có thể đả tọa nhập định, bắt đầu sửa sang lại linh phủ và thức hải của mình. Lúc này, thức hải đang quay cuồng, đây là do lực lượng trong hồ mà nàng đã nuốt tạo thành. Diệp Tố điều khiển thần thức trói buộc cổ lực lượng đó lại, trong linh phủ của nàng thì nàng chính là chủ. Cổ lực lượng đó không lớn, chỉ khoảng cỡ nắm tay, nhưng Diệp Tố có thể cảm nhận được bên trong nó chứa đựng bàng bạc linh lực. Tới cũng tới rồi, linh lực chỉ có thể biến thành của nàng thôi. Bên trong linh phủ, Diệp Tố vội vàng luyện hóa cỗ linh lực này, bên ngoài thì thiên lôi một đạo lại tiếp một đạo bổ về phía nàng. Dù già lôi sau khi bị mười đạo lôi bổ xuống thì liền rách bươm, chỉ còn lại lãnh tuyển kiếm của tân thẩm chi đang chống đỡ nhưng cũng không tham dự được bao nhiêu. Nàng đây là muốn một bước độ kiếp luôn sao? Liên liên lấy ra từ túi cản khôn một chiếc lược chắn lôi, ném lên tóc Diệp Tố. Tông chủ ngũ hành tông nhìn thấy liên liên ném pháp khí ra thì cả giận nói, con làm gì đó. Pháp khí mẫu thân để lại cho con. Liên liên không để tâm nói, con muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Lực chắn lôi chỉ có thể ngăn cản được thiên lôi bình thường, chứ không phải luồng lôi to như đầu người còn phiếm màu tím huyền thiên lôi như luồng đang đánh xuống như vậy. Đạo huyền thiên lôi đó đánh xuống, ngay cả lãnh tuyển kiếm cũng bị thanh thế của nó chấn trụ, vô pháp chuyển động. Diệp Tố bỗng nhiên mở to mắt, một tay bắt lấy lược chắn lôi trên đỉnh đầu, một tay khác khởi động vòng linh lực bảo hộ. Sau đó, bị đánh một phát lạnh thấu tim. Mọi người đứng vòng quanh ngoài sân thi đấu không thấy Diệp Tố đen thui giữa sân đâu nữa, thì ra nơi nàng đả tọa nhập định đã bị đạo lôi vừa rồi bổ ra một cái hồ to, còn bốc lên khói trắng. Bầu trời tối tăm vần vũ trong phút chốc liền khôi phục lại bộ dáng sáng sủa trời quang mây tạnh phảng phất như chưa từng có gì xảy ra